Rồi đến clip này là mình sẽ hướng dẫn cách và nhận dạng quanh một chiều của cái loại Google Van. Nó còn gọi là Screw Down Ninderton Van và Google Van. Đây là Google Van, Screw Down Ninderton Van. Làm sao mà để nhận dạng nó được? Hai loại này hoàn toàn nhìn giống nhau hết. Bạn thấy 5K20 hình dạng rất là giống nhau. Coi cái số hit, bạn coi số hit này. Này là sơ 802, này sơ 503. Đây, cái loại mà van một chiều á, Screw Down Ninderton Van á, đặc điểm nhận dạng của nó là cái tay van nó màu đỏ, van màu đỏ. Về trên cái steam của nó, bạn thấy steam nó, nó có khắc dấu chữ thập, nó khắc dấu chữ thập. Đó là hai đặc điểm nhận dạng hai loại van này. Như loại van đây thì của bộ van bình thường thôi, cái van nó màu đen và trên steam nó, nó không có dấu chữ thập. Đó, các bạn thấy chưa? Quay còn một đặc biệt nữa để nhận dạng nó là khi bạn cầm cái van một chiều lên đấy, bạn lắc thì cái đĩa này nó sẽ nhảy. Thấy không? Cái skill. Quanh này mình mở rồi á. Đó. Này nó kêu hơi nhỏ một tí. Cái đĩa nó hơi nhảy. Còn loại này thì bạn có lắc gì lắc nó cũng không kêu. Là cái đĩa nó ăn với cái chuột tim ấy, nó cứng lắm. Đó. Đó là điểm khác biệt của nó. Đó. Đó thấy không? Bạn nghe nó kêu chưa? Đó là đặc điểm nhận dạng và phân biệt của hai loại van này. Rồi, xin chào.